mà mỗi một người một nỗ lực khác nhau. Bởi mỗi người một nghiệp đi trước ngờ sau, một cái duyên tai tạo nhưng đồng với nhau cái đoan đường. Đó là cầu mong cái mẫu hòa thương. Mẫu hòa thì thương trẻ cho bốn phương hiệp hòa, còn cầu hòa thì thương đạo cho một nhà. Ai cho ai cũng vẹn, đó là hiện ngà chân. Mấy lời hiền cầu tâm đơn, chúc cho đồng tất cả mà ráng kéo sơn cái giữ gìn. Đời dẫu có ngà mà buồn phiền trong tâm ma trí, nhưng đạo ráng nhìn thương kỹ đừng sai. Đừng vì đời đạo phải lai, đừng vì nghịch cảnh rồi làm sai tâm hiền. Mấy câu cầu kết một lời duyên, chúc đồng tất cả là đạo hiền nơi đây. Đời cho thì đặng chữ đông đầy, đạo thì dẹn chữ giờ này. Cây tốt và xin được chưa? Duyên đã đến cho một ngày rất tốt, mà ngồi nơi đây thì không ai dốt đâu con. Nơi đây ai cũng biết móc bòn, nơi đây ai cũng đang làm cho tròn thân ta. Nơi đây ai cũng rất thật thà, cái tình cái nghĩa mới một chữ nhà đồng nhau. Chứ đã nói đạo rồi thì không thấp chứ không ở cao, chỉ là tình nghĩa trước sau cái dung ở hòa. Thôi mây tiên đạo nhà hiền cầu, mở lời lành khiêu khấu cái từ à chân. Vậy mong tất cả hãy kêu à sơn, để chung với cầu mà khải đờn canh à khuya. Lấy đạo đức chút hoa chì khai mở, rồi đồng với nhau tháo gỡ tâm đành. Mấy lời câu kết một nhành, kính mời tất cả cho đạo lành đồng quy. Đem chân lý thực thi bổn tánh, rồi lấy đạo minh lập cái ánh thiện ngã hòa. Mấy câu đạo đức thật thà, kính mời tất cả dung hòa ý chân. Tiếp đi con. Chứ nghe lời ma đặng đờn bấm mở chắc cùng lâu thiệt hiếm mi một ngày. Má con là xâm hợp về ở đây, hòa trang lý đạo mẹ thầy gieo duyên. Cho cánh tay tịnh thuyền vui vẻ, mà gái trai là những kẻ tu hòa hành. Đem lời ý thiện tỉa cành, cho người thiện hành là giống lành nè mở mang. Lời má đã hoàng trang ý đạo lý, như cái phép màu cương kỳ với ma. Trong là một buổi đi xa, đem lời chân thiệt má khuyên nghị qua. Chứ mỗi người trong canh tôi nói cười vui vẻ,
để bỏ qua bao buồn tẻ lý sâu. Chắc là phép mẹ gồm mà thâu, để cho là con má một bầu tình thương, đồng để cùng nhau ương cây đức, rồi ngày sau này thả sức ta ăn. Biết rằng trăm sự khó khăn, nghiệp đời ai cũng chỉ cưỡi căng nặng nề, nhưng ta ráng một bề son sắt, vì nguyên kỳ là năm bắt cho hay. Ai ai cũng có tuồng dây, cứ lên đào hay lên kép là tùy dây, chứ mỗi người mẹn làm sao chứ đạo đời chu tất là nôi con đường thánh Phật thần tiên. Giữ gìn phẩm vị cái chân hèn là nói đạo đức là vàng hậu sanh. Chúc cho quý đạo thiên lành canh khuya đêm tối ngon ngành cùng nhau. Bởi vàng đá hay thao bùng sắt thì cùng nhau mình năm mấy bắt hỏi mai. Tua đường thiên ấy lỗ một ngày, lưu hành này quyết quán bồng lai. Chính này mình này dầu ai cũng nhục dính cam chịu, ráng làm sao mà liệu đường về. Thân trần dương diêu u mê, phá tan ly ám bồ ở đề trổ khai. Đến đây trò tạm một bài, nhường quá quý đạo cũng ra tài thi thơ. Tiếp đi quý vị. Mời. Chớ kia kia bên bên bờ bờ, ngày nay một phút một giờ bên nhau. Giờ này tâm đạo ta trao lại, đưa nhau đi trở. Nguyện hồng quang bảo bọc tàn căn. Giờ này ta bỏ cái lô lăng, trở về bên mẹ hợp căn xâm. Thôi con cần trước là thầy là tổ, cùng quá công phổ độ thiền trung. Sao là huynh đệ duyên dung, đưa tay nắm chặt tao phùng chứ canh khuya. Ơn người đạo trao tria chân lý, phần hậu căn cùng tìm ý học theo. Giờ này ta lại lên chèo, cùng nhau đưa đến qua ngặt nghèo ngân ba. Vừa lời má ơi tiếc tha trong già, tới cô hai em đã nào nùng. Nguyện ơn trên độ bao cành bao bùng
ta đừng qua được đây ở trùng phùng bên nhau. Tối nay ít tiếng con trao để trong huynh đệ bước vào cùng đi. Nam mô hai chữ vô di ơn trên mẹ độ ứng thì cái vợ lành. Mô Phật. Còn ai mời bước ra? Quý vị đồng bào, quý cô, quý cậu, cậu mời bước ra. Giờ lành đã đến ngày nay, mới đồng quy tụ qua để xò dai trong buổi tàn. Mong tất cả được rõ ràng sao trước vì đạo giới đời chớ muốn bước chớ bình yên. Bước vào đây thì không có còn u và phiền. Bước vào đây đã đến là đồng chữ hiền cái giới ở nhau. Thì mỗi một người có trước rồi lại có ngờ sao. Chen vai rồi lại đâu cập với nhau để lo ngã đường. Đem cái tánh tình thương đi chớ quy kết. Dẫu cho rằng cái nết như thế giờ nào qua. Lấy câu đạo đức ta bước vào chung quy một mối để gỡ cái rào cái bên ở trong. Đầu giờ này trong rồi cái bông mà bông giữa giờ cầu nguyện là ơn trên cái phò trì. Giờ đến cuối là chung quy một ma lối. Cậu bước vào để gỡ rối cho bà con. Lấy câu đạo đức đi sắc ca son là để cùng tất cả bà con ở nơi này được cái chữ xin dạy tôm tất. Được cái câu không mất trong nỗi niềm. Mong rằng tất cả đạo hiền chung quy một ni môi để kết duyên với nhau. Đợi giàu cho có như thế nào, nhưng đường đạo đức trước sau cái vẹn tròn. Chúc tất cả bà con đi cái một bụi mà đạo giới đời không dung rồi cái mì mê trên tâm thức tỉnh quay về con đường đạo đức là bồ đề cái trổ xanh mây lời hiền cậu cưỡi canh. Chúc đồng nam nữ thừa hành cái thiện chân. Ai có gì muốn nói cứ bước vô. Nó có tùy duyên em nó tặng đi đó. Ai cũng trông chưa phan phan phan. Má để anh Tài bước ra cái đã. Mà đây là trông gì đó đó. Thầy nó nghe nè. Nói suông không ra bà chữ á. Hồi xưa cậu phải nghe gì nè. Hồi xưa cậu còn nhỏ tuổi á, cái đi tới cái hội trường đạo vậy nè, cậu đâu dám ra. Cậu ngồi ngoài xa xa vậy. Cái quý cô với cậu nói đạo đã, cái mời kêu réo rồi này kia cái nọ ha.
cái có cái cậu đó có nói nha, tới đây không hát thì họ mấy con còn không cổ ngồi nghe nghe chưa. Mà hồi đó cậu còn nhỏ xíu, cậu ra cậu nói sao biết không, con cò nó đậu trên cành tre kìa, có đâu ngồi dưới đất mà nghe cậu hát với họ. Tôi trả lời còn sớt vậy đó. Mà năm đó cậu mới có 18, 19 tuổi. Hả? Đúng không cậu? À, cho anh chàng pháo tay. Đúng phải không? Con cò ở đầu trên cành tre kìa, có đâu ngồi dưới đất mà nghe cậu hát với họ. Hả? Làm sao? Bây giờ tụi con ở nhà bếp cũng nói vậy đó. Chết nghe. Đừng có lấy lời của cậu nói lại với cậu nghe. À, photocopy lẻ quá ha. À. Đúng. Mong là sao các hàng Phật tử tâm lành hành đạo chí biết một lòng đến cầu nguyện cứu độ cho thành thể để cho các con đó là xa gần để cho các con trong thiên quyền có được giảm giữ mình nên vì nghe mô Phật thấy không. Là linh điển mẹ hiền giảng lan.
nói lối anh trắng thùng thùng chuyện đồng mà chuông ô minh nó còn vọng đồng cái đêm mơ ngàn ca kêu linh tử hôm nay mau mau tỉnh giấc cái hằng ngày chớ hành là y đời dẫu có vậy thì khánh khó nhưng đạo con đường còn đó ráng truy muốn cho chúng kết một chu kỳ thì nên sao tôi vậy thì hành trang bỏ tất cả buộc ràng trong trí rồi giữ tâm mà chân cương kỹ để thừa hành mấy câu đạo đức thiện lành mong sao tất cả chân thành chớ đừng ở phai nói theo bước hằng ngày đi đến để đồng với nhau đặng cái đến Hoa Kỳ hiện giờ trong cảnh còn cố tri ráng mà lo liệu để thì được bình ở an đêm nay đạo đức rộn ràng đem chân lý cậu gửi sang chớ cô hiền dẫu cho rằng tuổi tác cao niên nhưng con đường đạo đức làm hiền đồng chung vậy hãy ráng tao phụng thêm nữa chớ để sau này thường bữa chứ gọn gàng cùng chung cô bác chứ xóm làng cháu con quy tụ một con thoàng chớ nghe nhân chúc cô dạng tinh thần tươm tất mà giữ tâm mà chân đừng mất cái nỗi niềm mong cầu cô đặng cái chữ cái kim tìm con đường trở lại không tỷ hiềm ngoài trong mà chúc tất cả trong dòng đạo đức mà mỗi một người đang trổ cái sức ngày nay đạo không phân biệt gái trai mà đồng nhau lo liệu hằng ngày nó mới xong mấy lời tạm gọi cái góp ba công chúc đồng tất cả ngoài trong cái vững vàng. Thế thì phần hay lắm. Tạ hồng ân mẫu hoàng đã truyền trong kịp giờ ưng biến canh quyền lời lành đạo đức trao tria chỉ cho trần thế khóa chìa mà ở đây trong cái đạo vô di một bôi mong quý hiền cắm cùi sửa xây rồi nay ai cũng được chữ đông đầy nhờ công trao trẻ trồng cây của mình nay vẹn đức vẹn in trong cuộc như rượu nồng ta chuốc lắm sao say nhờ ơn tình nghĩa xâm dày lại đây tiếng đó mà đông tay nó rỡ ràng nay trước kính màu hoàng minh chân sao tiền trung con nguyện nhận cái hoàng ân
rồi cùng tình giấy các lần các phần cả coi cũng hồng ân mấy ngữ về. Ôi sao quá đệ quê huynh đệ giờ canh khuya cũng mặc kệ chốn đời. Thôi con mấy sức mày ơi nhường chúng đào cả mở lời đưa chân đưa chân đến con đường thiện mỹ để dung hòa cương kỳ cho bổn lai. Nhìn lại sắc dốc là cậu trai ngày nay bước đến rồi so dai chứ đạo ai. Bước đến đây lòng hiền này cái chỗ rộng nhớ lại xưa. Bước đến nơi này còn trong chớ cổ tam cái sùm dày cái tình đạo đức nơi này cái sớt ca chia. Ngày nay trở lại tâm đi không vẹn an đi người xưa mất vàng cái xôn sang tâm đề. Tất cả ơi cái mẹ hiền khuất băng thì có cậu đây là hạt giống tiền ân. Mẹ mất thì nắm vú gì các con ra nắm vậy thì nghe chưa. Lời lành cậu chẳng có cái đẩy vợ đưa. Cậu đây quyết chi là muối dưa với con ngà trò. Muốn cho chung một cái con ở đò đồng chung nhau bước để lần dò qua chuông. Thôi thì đêm tối trong dạ hơi buồn nhưng lấy lời đạo đức để giải buồn canh nợ thâu. Có mấy lời hiền cậu kết câu mà gửi trong tất cả để khiếu khâu cái sao ở này. Cậu muốn tất cả đông đầy tình nghĩa mà đạo giới đời trầm tìa chứ ngoài ở trong mơ để sau này được tròn vẹn chí xuồng dân không còn thất lạc chứ ngoài trong ở nơi này. Chỉ ráng tất cả ráng đông đầy nghe trẻ cậu tạm nơi này cậu làm mẹ cậu giáo và khuyên chỉ trong cái chữ cái tu hiền để cho tất cả cho đồng thuyền ngày ở mai đạo đời hai cạnh cái hai vai lo tròn sao trước thì ngày mai cái đủ ở đây. Mỗi một bữa răng dựng gầy thêm nữa là ác sau này thường bữa chơi bình yên. Rồi kêu cô bác cái xóm giềng đồng chung chớ lo liệu tu hiền với nhau. Mấy lời cậu dặn cái trước ca sau đồng con cô tám thì đồng với nhau ráng tu hành. Mấy câu đạo đức thiện lành chúc cho tất cả đắc thành ngày mai.
đốt pháo đi, không đốt mã đốt à. Thiền giả chết giờ. Ngồi nghe con muốn cái lối thiền, đồng tâm mà của má. Chứ vội vàng má nhảy ra. Con ơi xem xét một nhà cao niên tuổi tác, ông với bà còn đủ đông, mà sao con vội ra muốn lối thiền. Tuổi trẻ dốc ngọc được duyên cái đạo đời, hay con trẻ chắc là đang buồn ngủ muốn trở về đặng được cái chữ bình an. Con ơi nhìn lại cái kế cạnh còn sơn sang, bà còn tòa gì thì chưa đặng an nó đâu hòa trò. Nếu con vội vã con tắt ta đò, buồn lòng của mẹ cái con đò đợi trong. Chứ con ơi vội vã mẹ mơ lòng, kêu con trở lại để gieo trồng canh thâu. Quyết lòng mẹ sẽ làm dâu, làm dâu 100 họ trong câu nó bảo bùng. Tùy con định liệu ở tâm trung, về hay ở lại bảo bùng mẹ con. Sao? Ta chữ nhẹ không có chữ nặng à. Đáp đi là gì à? Đáp gì vậy? Mà không đáp là không biết gì đó. Bút này đi rồi lấy đi. Không cảm thương gì đó nói lại đi. Thôi á, làm coi nghe bà không? Bây giờ đó bà cho đó mấy chị này người đi câu đi. Thôi nghe làm coi nghe. Tùy duyên. À, nghe làm coi nghe. Đêm nay bà bán dạ năm canh bà lo gì? Canh năm mới nghỉ. Má ơi, nó đòi xin tiền rồi má. Má ơi, xin tiền, xin tiền kìa. Xin tiền. Giờ má không có, con mập thì nó có nhiều tiền lắm. Ôi trời ơi, má mới giàu. Không có. Má hết tiền rồi, tiền má một sòn hết rồi, má hết tiền rồi. Giờ con còn tiền, con cho đi con. Không có. Tiền má một sòn hết rồi. Mày muốn xin tiền cày ha, mày muốn xin tiền căn. Trời đã cây nghĩ ngồi trước đây mà tiền căn. Dở quá trời dở hả? Hỏi dư. Dư là hỏi. Bởi vậy tại mình hỏi lại đi. Không. Giờ nó xin tiền mà mày dẫn tiền căn mình có. Giờ có tiền căn này. Chưa má ơi, em chỉ còn nghèo. Má thương má cùng cho theo mấy hào. Mấy hào chứ mấy đồng. Mấy hào thôi. Mấy hào thôi, xin ít lắm. Lát lên. Nó chạy lên. Xin mấy hào chứ. Chứ em với chị cùng nhau canh tối. Mà chị với em ai cũng rối trần ai. Sắp lớp đây xin tiền. Sư má thương má trò cho các chị là đêm nay vui ở lòng. Còn con cái xin phép mấy thiền dân.
vì sớm mai còn bận biểu chợ đóng cửa nhà, cũng còn lắm chuyện bôn ba, còn lo cho đạo gì vậy giờ là má Phương. Ngày 18 còn bôn phương giấc già, nay cái hiệp hòa là đã đủ ở đông, má Thương cho phép thiền dông để còn xa thầm ở Trần Hồng. Má ơi, con biết má là thương cho rồi cho giọt, nhưng má cũng thương ấy rồi, má cũng mấy gọt cho trên. Lỡ nào con bỏ keo à sơn, lỡ nào con bỏ má ngồi đờn mình thì ơn. Nhưng kêu má thương con còn trên dên bèo bọt, mà nghiệp hồng trần con còn lọt nó chưa xong. Canh khuya xin má thiền nghề dâm đường xa, con trở lại tục hồng má ơi. Ở đây các chị cũng mòn hơi chờ đây, chờ má ban rồi đang đợi cái giống lành. Mấy hào rồi mấy cắt tục tranh, thôi má thương cho em chị, má cũng ban nghề rành ngọc ngay châu. Xin má thương khiếu khâu cho con dài, má chứ nhân từ quán đại dùm mì cho, để con lùi bến thuyền nghề đò. Má ở đây má đem lời đạo câu hò, má gieo hòa duyên xin má cũng lui thiền. Chưa đâu có dễ vậy là ngồi nghe bà chữ nè. Cháu chiều mẫu mới lập mà xong, kẻ mua người bán đang ngồi trong ở nơi này, đầu giờ mũ bán vài giây kế chưa là con cũng đủ đầy bán mua rồi, cậu Phong thì chẳng hơn à thua, cũng đem đổi ý để khua cái tâm lành. Cháu chiều còn kẻ đua ngờ tranh, một mình mẹ bán sao đành con ơi nhớ. Lẽ nào con bỏ mẹ chơi à chơi, chờ chiều mình mẹ đua bơi như thế nào. Thôi thì có con với mẹ mới đồng màu, chờ chiều mua bán mới không héo xào đó mà con. Chứ một mình mẹ ắt sẽ héo dân, bởi người mua quá đổi, mà con của mụ nó sắc son ở nơi nào. Ắt rằng mẹ sẽ héo xào, dân lòng mẹ sẽ quở, con té nhào xuống ngà mương. Bà trời ơi, mẹ ơi mẹ. Thôi thì trước khi mụ quở mụ còn thương, mới đem lời lẽ mũ kỳ cương để dặn dò con ơi, nán lại con đò để cùng mẹ mua bán một chuyến đò canh khuya. Chưa mẹ ơi,
mẹ bán hoa chè, con đây bán cây cánh khuya còn dài. Thế gian gian thấy bi ai, người mua cần mẹ bán để xài mà thôi. Chứ còn con thân phận lạc lối, con bán rồi một chỗ, thôi con rồi để ở đây. Còn cái gánh của mẹ thì lắm người nay muốn có, còn gánh của con họ cũng có đủ đông. Con xin mẹ là con lũi gót thuyền dâm. Mẹ ơi thương trẻ đục trong đã tỏ bài. Chưa. Mẹ thương cho trẻ dạng dài. Con nỡ nào bỏ mẹ chứ một ngày này đâu. Mẹ thì vẫn phải làm chăm mẹ dâu, còn con có một họ cũng biết đâu cam mẹ đành. Thôi mẹ thương, thương ngọn lẫn nhành, thương con của mẹ cùng lòng lành nở mang. Tỏ hết sự còn nặng mang dương thế, thôi mẹ cũng thương, mẹ bồng bế khi cho qua, để con cất bước cái đường xa. Hôm cuối sinh lệnh mẹ thương mà cho các con. Và chữ tiếp nè. Con bất hiếu lòng già đau xót, nỡ lòng nào bỏ mẹ cái mình à ơi. Trời ơi, đau thật. Cha đời cho mình mẹ cái bắp mà bên. Trả lại mới về được. Rồi con chờ bước để con về con bình à an. Con ơi nhìn lại cho gọn gàng, mẹ già cao tuổi sức vàng còn bao hòa nhiêu. Thương quá. Sức già của mẹ nó yêu bà siêu. Mô Phật thương quá. Chợ đời mua bán chứ làm sao được vẹn tròn. Mẹ tưởng đâu nhờ được là con trẻ, bởi con của mẹ còn mạnh mẽ tân tinh. Mô Phật. Nương theo con để cái dừa nơi thân mình, để cho mà mua bán phục sinh cho đủ à đây. Nào đâu con trẻ giờ này bỏ mẹ một chỗ, rồi cái vàng bước đi. Con ơi, con về con gác tay lên trán con nghỉ suy. Bỏ mẹ giữa chợ con đi chứ sao đành. Một mình mẹ mãi cười canh, ắt rồi tiền bạc nó không được là ngọn ngành đủ đông. Bởi mẹ già thì lắm cấm chưa xong, rồi kẻ bua người bán chớ làm sống được bảo tồn. Chớ mấy câu mẹ đã ra lời tùy con định liệu, để trong đời được tốt ngã sinh. Đáp đi em, đáp đi mới về. Đi hàng đó ai vậy?
con làm phải được về con làm. Chứ mẹ ơi con lại mẹ quyền quán, giờ này con cũng khô răng cái cổ mình nước nước tay lẹ. Mẹ đừng trách con chẳng tình chẳng nghe, vì tuổi đời con trao trẻ còn nớt non. Còn mẹ thì người thấy cái ngọt ngon, còn con chua cha con đợi thêm phấn son cuộc đời. Hay. Ngoài ngoài đây họ xin lời của mẹ, chứ con tàn ơi con bập bè được đâu. Cũng như mẹ nói mẹ làm dâu, thì con cũng nguyện trời độ cho muôn câu nó vàng bề. Coi coi vậy mà con về đường xa lắm, ngồi nãy giờ cũng tươi tâm cái quyền gì. Lời mẹ dạy lòng dạ con cũng khắc khắc ghi ghi, nghe qua mà xót dạ sao nỡ đi bỏ mẹ nhà. Mẹ ở nhà thì người ta dầm ngó, biết khi nào mà cai khó con qua. Thôi mẹ ơi mẹ thương trẻ trần na, ôi trăm sự con mong qua cho đường. Lời ca của mẹ như là phục dược diệu mát tâm linh, ai cũng được chăng hòa. Ôi thai nó ngọt nó ngà trong già, nhưng canh khuya rồi sao hối hả lòng con. Thôi cúi đầu con xin mẹ cái sắc son, đậu cho con được thông gión đường về. Ôi trong cành mà làm tê mẹ nói, mương ngoài kia mà con sợ hối cả tâm. Mẹ ơi thương trẻ thầm thầm, ít lời con gửi con nguyện tâm con ghi dành. Tưởng rằng có mẹ cái có con, mở ra cái chợ để bà con cho xâm dày. Ngào đâu à, vừa cái lúc bấy chày mẹ đang mua bán để dừng chừ gầy quả cân. Các con tưởng mẹ đã làm mà xong, dội vàng tắp ni bên để mẹ bên trong chơ não nùng. Thương mẹ quá. Nếu như mẹ gặp cảnh bão bùng, chắc các con của mẹ không tương mà phùng phải đa. Dạ không. Dẫu rằng đường có chưa bao xa, thôi thì hãy ráng cùng ta cho trọn tình. Là rồi một buổi ba ngà sinh, bà con cô bác còn chờ mẹ con mình đó con. Lớn lòng nào trở về giá cành, bỏ chợ đời một cảnh mẹ hiền, về nhà chắc đặng ngủ yên. Hay là bối rối rồi não phiền trong tâm. Nghĩ đi, nếu như có lỗi có lầm, ăn năn sám hối mẹ tầm thử tha. Mô Phật. Nói gần thì chẳng có nói ở xa,
Nãy giờ tình nghĩa của mẹ con ta ở trong ở nhà, bây giờ tình nghĩa đậm đà cùng chung cô bác với đó là ngồi đây. Mẹ muốn một sợi dây liên kết mà đồng với nhau để trọn hết thì già căng mà, cho nên mới nói hết lòng để cho đạo đức trong dòng thiền chân. Nghĩ rồi nghiễm ngặt từng câu từng ý, lời đạo lành cương kỵ không đua ngoa ngoa. Nghiệm đi từ ý đạo nhà đó là chân chất và đậm đà nghĩa nhân. Nãy giờ có nói chơi đâu đó, nghe nghe mà hiểu không? Mượn hình bắt bóc, mượn cái hình nói cái ý đạo, cái tình nghĩa mẹ con đó biết không? Mẹ mẹ mượn giờ mẹ trả đi mẹ. Mày trả con luôn thì nãy giờ mẹ mượn giờ mẹ trả cho con về. Mẹ mượn bằng để ông trả cho con về chưa? Chưa hả mẹ? Diễn đi con, diễn đi. Mẹ ơi, tiếng lời con bập bè, biết dặn lòng làm sao con nhớ mẹ với trăm điều. Trong canh kỳ nay gai với trai hiệp rài bố đèn, xin mây nén hương nồng để lòng hòa quen. Tôi ít tiếng đôi lời xin chuyển biến cái tâm can, lời mẹ vừa giang như bão ban mà đàn con dài. Ôi tiếng lòng qua tai là từ hai, con ít tiếng đôi dòng để mong phụ mẹ rải với nhân sanh. Ai hỡi ngồi đây tàn canh mà cầu nguyện, trong cảnh gia đồng nguyện quyền di chuyển biến, ai cũng phước cũng phần, ai cũng mẹ hiền trần gian. Ngồi tại nơi đây mẹ ban ai cũng mà đạo hành chân lý chú toàn, xin mẹ xá nghiệp ban ơn. Tôi giây phút này đây con nguyện cái chân sờn, nguyện sơn đức mẹ ban ơn cái buổi tàn. Trời ơi, tàn hơi rồi mẹ. Thôi mẹ. Mẹ ơi, tao đang kiếm nhân tao chửi tiếp rồi. Thôi chửi nữa. Mẹ thương. Thôi con, mẹ chửi miết. Bây giờ sao? Bây giờ cái đám tuần ta phải kéo màn. Thôi mẹ diễn vai mẹ, con cũng ráng cho đàng hoàng dây okay. Con cái chút tùy duyên phận con móc bòn, móc cho xong cái đám lúa để các con còn về. Ok. Tôi xin mẹ cũng cận kề bên tre, đừng rầy la rồi mẹ khẽ cái đánh đi đòn, để cho các kẻ làm tròn lớp vai cùng mẹ đặng còn tuổi tên. Mong rằng trong lúc kề bên có điều chi sơ sót, mẹ cũng là đặng bên đi đồ phụ. Rồi con mời mẹ. Hương con mới cho rơi cho giật đục, cho thương con hiền mẹ mới gọt
cho ngà trơn. Yeah. Thật đây mẹ trắng ngó dần hờn, chỉ buồn chút xíu là trong cơn nó bão bùng. Vì con thiếu chữ đại hùng đại lực, bỏ mẹ già cơ cực, vợ à khuya chợ bán hoài. Con ơi thôi hãy ráng mà đi à gì à. Gì được rồi, gì được rồi, tạ mẹ. Nếu như con thấy nha, không phải đâu, con về chơi bình à yên. Con cuối mới mệt đó, con cuối mới mệt. Thầy con cứ bước lên thuyền, chứ ra tay mẹ đẩy cho thuyền băng à sông. Một mình mẹ ở chợ à đông à, cũng không xây xiển cộng long chứ con à, à. Dầu rằng sức mẹ chứ đã già, nhưng mà mẹ vẫn còn đậm đà tình thương. Quyết lòng mẹ sẽ là trái à bươn, để lo cho các trẻ kỹ cương cây đủ ở đây. Các con ơi giờ này suy nghĩ, thấy mẹ mình có nghĩ được không? Tùy con cứ bước lên chiếc xuồng dâm, ra tay hết sức mẹ đẩy thuyền con đi. Mô Phật. Cái nãy giờ lớp hát mong khi giờ hãy chúc tặng bài thi cho nữ hiền, để hai yên bước còn lui thuyền, nay về đắng hay được cái kim thuyền đủ đâm. Quả đỏ sợ đột chân mới phân dài, hơn cái năm ngày xưa nó dài đại nhiều ở bề. Nhưng nội thuyền vẫn còn lắm chữ chứ tư bề, lắm người rồi lắm việc nó nặng nề nghe út hay cô. Vì ai cũng muốn bài phố ấy quê trí, không ai lái thuyền nên cương kỹ là mòn hao. Thôi thì nguyện có thiên cao ấy, chúc lành cho út đặng rồi trao phận mình. Nhớ rằng không nhục thì sẽ không vinh, tự lòng lượm lặt tự mình đứng lên. Dẫu đời ai trên dân cũng kể, nhưng đại hùng rồi thì mới để nó đặng yên. Thiệt ra thuyền đạo nó chữa phí nguyền, cái tình em chị còn tư riêng rất nhiều. Nhớ lúc nào cái bằng lực của thiên đều, út nhịn nhường út mô Phật là điều hay mong. Cái niềm tin thấy vậy nó chưa xong, bước qua niên sổ thì mới còn coi ai trên thuyền giống ở nơi này. Vì trong cái buổi này ở đây, máy sàn cơ tạo búa dây tư bề, mong rằng út giữ lời thề với màu, vẹn tất lòng là nhi ấu của ta. Thuyền nghề rồng của mẹ của cha,
chớ không là của ba tánh hay ba gia hay người ở nào. Thôi đến đây thì lời đạo hay chào chúc cho hiền này nữ lặng thành này cao sau này. Thì đôi lời hay đã gửi cho đây giữ gìn thiền khỏe trao tay lúc gìn chất cuộc đời thế sự mẹ đã ban ra y như như vậy mình phải tu theo lệnh của mẹ thiền thế sự đời như vậy đó hai ơi ráng mà chịu mà phải vượt qua cuốn kiếp đời. Đôi lời hai là gửi chuốt đây những lời tâm huyết của hai gửi trao cũng ráng gìn để giữ trọn cho mẹ gìn trao gửi cũng ráng tầm hai chữ du di đặng mà được lấy cái diệu quyền cùng thời của mẹ mười mấy năm trường đã xa cách mới trở về đây nay nhờ quyền đi của mẹ đã chuyển xây cho một mẹ mười mấy niên bấy niên đã gợi nhớ con tầm bây giờ con thấy vậy sao mẹ à mẹ ơi nhưng còn sức yếu tài còn non không dám để mà trao chuốt gửi cái đôi lời mẫu xưa xin thân mẫu mẹ con từ bi trao gửi để cho con thuyền mở ánh sáng diệu quyền để tầm lấy được chữ ngôn sau này để gìn giữ để cao lời cùng đệ huynh thôi thì con cũng cảm tạ mẫu đã mười mấy niên xa cách nay trở về đôi gửi gắm thật là cao sâu câu di diệu thâm sâu mà thâm thiết chân lý này đâu có chữ đâu có in từng sâu sắc của mẹ dình mới được và thân mình mới cao thuốc trí huệ mới tầm thân thì con mong sao xin mẹ cho con được tập thân để con lấy được chữ du con nhìn dự đôi lời con xin cảm tạ mẹ hiền đã ban cho con được kim thiền ngày nay và thân mẫu đã mười mấy năm quay lại vì chữ gìn là quê dình dình giữ tới đến ngày hôm nay công đức này cũng đắp cả nhau sâu con rồi có xin gửi nhau có điều chi chứ con khoan hồng ngồi nghe cả lòng già có khắc thấy con thơ trong con ơi chớ héo trong mà lòng xưa kia mẹ đã có gieo ở trong với con giao cho trẻ vẫn còn in á chắc đó là đường
lượm với lạc cái lo toan. Thiền trung mà con kết anh bổ đoàn lãnh trong xứ mạng để sửa sang trong ở ngoài. Hơn con mẹ không tài không trí, nhưng vì sự đời con quyết cương kỳ chớ liệu lo. Rồi ra công con đầy cái con ở đò, kẻ lèo người lái để lần dò qua ngã sông. Nay trở lại trong lòng bà quan thì thấy con kỳ cái đôi điều mà thương là thương trẻ đang sớm đi chiều. Từng câu lượm lạc để kết điều trong quả hạ nhân. Vậy con ráng lập cái nhân thêm chút ca nữa, là để cùng mọi người thường bữa cái liệu lo. Riêng con hãy ráng cái lái đò để cho vững chắc, rồi lần dò cái giới vợ nhau. Lời lành mũ đã vừa trao, đó là trách nhiệm thiên cao. Chớ ban ở hành con hãy ráng thừa hành chân ý, mà để lo tròn đế cương kỳ. Chớ ngoài giờ trong mặt cho sông gợn cái gió giông, phận con giữ làm xong cái phận ở mình. Vì đây như một cái gia đình, mấy câu đạo đức cũng đùm tình nghĩa nhân. Mong tất cả trong dần thiện tánh mà lo cho tròn để lập cái hành. Trong nghĩa nhân mỗi người là một tấm thân đồng chung kết cây tổ, thì muôn ân mới đủ đầy. Mấy câu tạm gửi nơi này, mong rằng tất cả ráng đừng gầy đừng sai. Tặng cho Út để món quà trước khi hai bước về nhà này đây. Chứ quạt này hai nguyện mẹ thầy, cái tình thương đặng để nơi này Út lưu. Ráng đường đạo mây mù mình phá, rồi ngày sau chí cả hùng anh. Ráng đợi đi rồi phước lực mẹ dành, đôi lời hai chút tặng ngọn ngành trước khi lui. Chúc cho đặng được mùi thanh chấp nguyện thiên liên tiên Phật hộ trì. Cái vật này là vật hữu vi, nhưng nguyện trên phép mẹ từ bi chứng nghi làng. Hãy đến đây ít tiếng dài hàng, chúc cho Út đặng cận hoàng ôn an. Con xin phép má nha. Mô Phật. Dạ, con về con xin đệ lại. Phép má, Di Đà Phật, lại mẹ. Ôi thầy, con đã quyết lòng, thì mẹ đâu có níu, ắt sẽ buồn lòng con à thơ. Một mình mẹ ở chợ cái bơ à dơ, thì thôi một mình mẹ
mẹ sẽ bán mẹ mua cũng được mà tình. Những con ơi hãy thương lấy cho mẹ mình, thương lắm. Cao niên dốc ngọc mà nhưng vẫn đường tình canh nạc thâu, quyết lòng mẹ sẽ chớ làm dâu, mà làm dâu 100 họ để khiếu khâu cái muôn điều. Tùy con dẫu sớm cái hay chiều, muốn cùng với mẹ cũng muốn điều thuận xuôi. Một mình mẹ cũng rất vui, bởi ngoài chợ còn cái cảnh ngược xuôi đó con à. Thôi mấy câu rất đượm ca rất ca đà, ở trong tình nghĩa một nhà mẹ con. Phật xin phép. Mẹ cũng quan hỷ cho hai.